Chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm VMPIC toán lớp 1 vòng 4 năm 2017-18, nick thứ hai này. Bắt đầu làm bài. Bài thứ nhất là sắp xếp, ta sắp xếp từ 0 đến 9 đó. 0 này, ta xem 1 à, 1 đây đúng không? 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 1 cũng lại bằng 3 đúng không? Ta tiến tiếp theo, 2 cộng 2 là bằng 4. Rồi đến 5 này. 6 này. 7 này, 8 và 9. Ok. Vậy là hoàn thành bài thi số 1. Chuyển sang bài thi số 2 này. Bức tranh bí ẩn. Bức tranh bí ẩn là tìm hai cái đáp án bằng nhau. Ta có là 1 nó sẽ bằng 0 cộng 1. 1 cộng 0 sẽ bằng 1 đúng không? Bao nhiêu cộng 0 cũng bằng chính nó thôi. Thế vậy 1 cộng 0 bằng 1 ta tích luôn. 2 này. 1 cộng 1 bằng 2. Ta lại có 2 cộng 0. Đấy, cũng bằng 2, ta tiền, ta tính luôn hai cái này. Số 6, đây số 6. Số 9 này, đây là số 9. Số 8 này, số 8, ok. Vậy là hoàn thành bài thi số 2. Chuyển sang bài thi số 3 này, 12 con giáp. Có bao nhiêu quả đu đủ, ta sẽ đếm số quả đu đủ ở đây, chỉ có 1 quả thôi, vậy ta điền số 1. Có bao nhiêu quả su su, ta đếm ở đây là có 1 quả su su này, 2 quả su su, 3 quả su su này. Vậy là chỉ có 3 quả su su rồi, ta điền số 3. Okay. Có bao nhiêu con mèo, ta sẽ đếm số con mèo đây, 1 con mèo này, 2 con mèo này, 3 con mèo này, 4 con mèo này. Đó, vậy là có 4 con mèo, ta điền số 4. Có bao nhiêu con cá, ta sẽ đếm số con cá đây. Đây có 1 con cá này, 2 con cá này, vậy ta điền số 2. Có bao nhiêu số, ta đếm các số ở đây, có 1 số này, 2 số này, 3 số này, 4 số này. Vậy là có 4 số tất cả, ta đếm số 4. Ok. Có bao nhiêu số, ta sẽ đếm số các số ở đây. Sẽ có 1 số này, 2 số này, 3 số này. Hết rồi, vậy là chỉ có 3 số thôi, ta đếm số 3. Có bao nhiêu ngôi sao, ta sẽ đếm số ngôi sao ở đây. Có 1 ngôi sao này, 2 ngôi sao này, 3 ngôi sao này, 4 ngôi sao này. Thế rồi, chỉ có 4 ngôi sao rồi. Vậy tổng là có 4 ngôi sao. Ta điền số 4. Đây là cờ của Việt Nam, cờ đỏ sao vàng. Rất là đẹp. Ok. Có bao nhiêu quả đu đủ. Ở đây ta thấy cái quả này không phải đu đủ đâu nha. Nhìn nó giống giống nhưng mà nó là quả su su đó. Đây, chỉ có mỗi quả này đu đủ thôi. Vậy là chỉ có một quả đu đủ duy nhất. Vậy ta điền số 1. Có bao nhiêu con bê. Ta sẽ đếm số con bê này. Có 1 con bê này, 2 con bê này, 3 con bê này. Đó, vậy là có 3 con bê thôi. Thế ta điền số 3. Tiếp theo. Có bao nhiêu quả su su. Đây, quả này là quả đu đủ nhá, không phải su su đâu. Ta điền số quả su su này. Có 1 quả su su này, 2 quả su su này. Đó, vậy là hết su su rồi. Ta điền số 2. Chỉ có 2 quả thôi. Ok. Vậy là hoàn thành bài thi số 3. Hoàn thành bài thi số 3 này cũng là kết thúc luôn VNPIC toán lớp 2 vòng toán lớp 1, kết thúc VNPIC toán lớp 1 vòng 4 năm 2017-18. Nick thứ hai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.